Với TNC Channel. Hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục cùng với anh em xây dựng một cái cấu hình PC mới. Và cái cấu hình này thì sẽ có đôi chút một cái gọi là khác bọt so với mọi khi. Đó chính là hôm nay chúng ta sẽ build một chiếc PC full chim. Vâng, đặc chim từ đầu đến cuối. Thật ra hơi sai, sẽ build đâu phải chim. Thôi rồi, nhưng mà chúng ta vẫn là có ít nhất là 5 linh kiện đến từ Gigabyte Aorus với biểu tượng là hình đầu con chim. Và đây là những cái linh kiện đặc biệt nhất mà mình muốn giới thiệu với anh em. Và bình thường ý, khi mà anh em nghĩ đến chim của Gigabyte thì chúng ta sẽ hay nghĩ đến cái mức giá rất là cao, thường là sẽ phải khoảng tầm 30-40 triệu thì anh em mới có một cái dàn full chim. Tuy nhiên thì hôm nay mình sẽ build cho anh em một dàn cũng đặc chim luôn, nhưng mà lại có giá cực kỳ rẻ, chỉ khoảng 21 triệu đồng mà thôi. Vậy thì mình sẽ làm như thế nào và đó là những linh kiện gì thì chúng ta hãy cùng theo dõi ngay bây giờ nhé. Và đây mình đã sắp xếp theo cái thứ tự là từ thấp lên cao rồi, chúng ta sẽ đi từ giữa trước đi. Vâng, thì cái linh kiện ở giữa này đó chính là card đồ họa Gigabyte GeForce GTX 1060 phiên bản 6GB và đây là bản OC. Thì chiếc card đồ họa này khá là nhiều anh em thích bởi vì là trên bìa của nó có in cái đội Gigabyte Gam, nhưng mà không biết là Gigabyte Marine bây giờ đi đâu rồi ta, bay ở phương trời nào. Mình không quan tâm mấy đội lớn lắm, cho nên nếu anh em nào biết thì hãy cho mình biết xem là Gam đi đâu rồi nhá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với linh kiện tiếp theo, đó chính là cái này đi, cái thấp nhất đó chính là CPU. Thì mình sẽ sử dụng Core i3-8100. Thì dĩ nhiên cái cấu hình này mình muốn build cho anh em với mức giá hấp dẫn nhất có thể, cho nên là mình sẽ sử dụng Core i3. Mình hoàn toàn có thể sử dụng một CPU thấp hơn, nhưng mà thôi Core i3 đi, cho nó đừng thấp quá, 4x4 luồng, thế là quá hợp lý để chúng ta có thể chiến game ngon lành rồi đúng không ạ? Đặc biệt là khi đi với 1060 6GB thì đây là một combo rất là đẹp, không bao giờ lo bị nghẽn. Tiếp đến đó là RAM. Thì RAM mình sẽ sử dụng một thanh Aperture Panzer Rex 4GB, 8GB, 4GB thời đại này chạy được cái gì. Đây là một thanh 8GB, có bus là 2666 và có đèn LED RGB luôn nhá, cho nên là anh em yên tâm về cái độ đẹp của nó đi. Đến với linh kiện tiếp theo, đó sẽ là một cái bộ nguồn. Đây cũng là nguồn chim nhá. Đây là nguồn Gigabyte BP500, có công suất 500W, PB500, đạt chuẩn 80 Plus Bronze, 80 Plus đồng. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có mainboard để gắn những cái thứ này lên. Thì chúng ta sẽ sử dụng main B360M Aorus Gaming 3. Thì mình hoàn toàn có thể nâng lên một cái main cao hơn, ví dụ như là cao hơn một chút, chúng ta có B360 không có M, B360 Aorus Gaming 3. Thì nếu như mà anh em không thích sử dụng Core i3-8100 thì hoàn toàn có thể lên TLC và vào cái tính năng thay đổi cấu hình, lựa chọn cấu hình cho mình ấy. Thì bạn bấm vào cái cấu hình PC bạn chọn này, sau đó kéo xuống dưới sẽ có chỗ để chọn để thay đổi CPU, thay đổi main thì hay là thay đổi những cái tùy chọn khác, tùy các bạn. Thì các bạn sẽ có được những cấu hình khác nhau và bọn mình sẽ có cái báo giá đó luôn. Thì ở đây mình sẽ sử dụng main B360M Aorus Gaming 3. Các bạn hoàn toàn có thể đổi sang Core i5-8400 và sử dụng main B360 Aorus Gaming 3. Đấy là tùy sở thích các bạn. Thậm chí các bạn có thể chơi cao cấp hẳn luôn i9-9900K, xong rồi chơi với cả main Z390 Gaming X cũng được, hay là Aorus Master. Vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái tản nhiệt cho cái CPU. Thì đây mình sẽ sử dụng bộ tản nhiệt khí ATC700. Đây là một bộ tản nhiệt cực kỳ là hầm hố và nó cũng cực kỳ mát luôn. Lát nữa chúng ta sẽ biết khi mà chúng ta test game trên cái dàn PC này. Thì cái bộ tản nhiệt này chúng ta sẽ có logo chim ở đầu này và nó cũng phát sáng. Vâng, đầu chim phát sáng, rất là tuyệt vời. Ồ, còn thiếu SSD. Đây, mình sẽ tặng cho các bạn luôn một cái bộ SSD khi mà mua dàn PC này với các đồ họa Gigabyte GTX 1060 6GB. Thì TNC sẽ tặng cho anh em một cái ổ SSD Galax 120GB. Chưa hết nhá, quà tặng còn một thứ nữa cơ. À không, hai thứ nữa. Đó chính là một cái bàn phím. Vâng, anh em đến build PC ở TNC chưa bao giờ phải cầm mỗi PC không về, lúc nào cũng có quà mà toàn là quà to luôn. Thì ở đây mình sẽ có một cái bàn phím Aorus K7. Đây là bàn phím cơ xịn, sử dụng Cherry Sweet Red. Vâng, riêng cái bàn phím này không thôi đã có trị giá là 2.8 triệu rồi. Ngoài ra thì anh em còn được tặng một cái bàn di chuột dài như này, to, có hình PUBG đấy. Và cái ổ SSD này nữa. Tổng cộng quà tặng là 3.5 triệu. Hoành tráng.
quá hoành tráng. Vâng, build cái PC 21 triệu được tặng quà 3,5 triệu. À quên, còn cái vỏ nữa nhờ. Vỏ cũng là vỏ chim luôn nhá. Và cái vỏ này thì mình sẽ sử dụng cái bộ vỏ Aorus AC300WR2. Đấy, thì cái bộ vỏ này cũng khá là đẹp. Và đây là một bộ vỏ chim mà mình rất ưng ý, mặc dù là mặt trước của nó là nhôm phay xước kín và nó không cho ánh sáng đi qua, cho nên chúng ta sẽ không thể nhìn thấy quạt LED các thứ RGB. Tuy nhiên thì cái mặt nhôm phay xước thì mình lại rất thích. Bên cạnh đó là cái mặt hình con chim ở trên mặt trước cũng có đèn LED RGB. Nói chung đây là một cái bộ vỏ cây được tích hợp sẵn LED RGB, cho nên sẽ rất là tuyệt vời. Và bây giờ thì còn chờ gì nữa, anh em hãy cùng mình lắp ráp tất cả những thứ này lại và test game thực tế luôn xem như thế nào nhé. Đó là dàn PC full chim của chúng ta, PC Aorus, với ít nhất là 5 món đến từ Gigabyte, gồm có vỏ cây này, quạt tản nhiệt, mainboard, VGA và nguồn nữa. Như vậy là các bạn có thể thấy là trước đây chúng ta cứ nghĩ là những cái dàn PC mang tính đồng bộ cao như thế này thường sẽ có mức giá rất là đắt đỏ. Tuy nhiên mình đã làm cho anh em một cái dàn PC full chim trong tầm giá chỉ khoảng 21 triệu đồng mà thôi. Và anh em đừng quên bộ quà tặng trị giá 3,5 triệu nhé, bao gồm một cái bàn phím Aorus K7 cực kỳ ngon. Đây là bàn phím sử dụng Cherry MX Switch, đây là Red Switch nhé. Và có thể nói là một cái bàn phím gaming đồng bộ với cái dàn PC chúng ta thì không còn gì bằng nữa, đúng không ạ? Và chúng ta cũng sẽ được tặng thêm một cái ổ SD Galax 120GB và một cái bàn di chuột nữa. Tổng cộng quà tặng trị giá là 3,5 triệu. Và cái lợi ích của những dàn PC đồng bộ cao như thế này đó là anh em có thể thấy đấy, đèn LED RGB ở trên tản này, đèn LED ở trên vỏ cây ở đây và đằng trước, tất cả đều được sync với nhau cùng một màu hết. Và rất đơn giản, chúng ta không cần phải cài đặt gì cả, chỉ cần nó đồng bộ với nhau, nó cùng một hãng, cùng là chim thôi, là anh em thấy đấy, lắp lên là tự thế này luôn, mình chả phải cài gì cả. Rất đơn giản và tuyệt vời, đúng không ạ?
Và nếu anh em không thích cái cấu hình này và muốn nó mạnh hơn nữa ấy, thì chúng ta cũng có thể hoàn toàn lên web của tncstore.vn, lựa chọn vào cái cấu hình PC này, kéo xuống dưới và chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn những cái linh kiện khác cao cấp hơn với cái mức giá sẽ được hiển thị trực tiếp ngay tại đó. Và anh em nghĩ sao về dàn PC này thì hãy bình luận vào bên dưới video nhé. Còn bây giờ thì như mọi khi thôi, video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye!